Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Phần thưởng khi vượt qua thử thách, nâng trên Kinh Thánh, Gia Cơ chương 1 câu 12. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Câu gốc của bài học là phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Gia Cơ chương 1 câu 12. Câu hỏi suy ngẫm: những người yêu mến Chúa, trung tín vượt qua thử thách sẽ nhận được lời hứa nào? Cụm từ mão triều thiên của sự sống nghĩa là gì? Chúng ta hiểu thế nào về người được phước? Kính thưa quý vị, viết thư cho những tín hữu của 12 chi phái đang sống tản lạc, đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. Ông Gia Cơ khích lệ họ rằng những người yêu mến Chúa khi vượt qua thử thách sẽ nhận mão triều thiên của sự sống. Đây là động lực giúp họ kiên trì đối mặt với thử thách và giữ vững đức tin dù hoàn cảnh sống có ra sao, vì chính Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài đã chuẩn bị sẵn phần thưởng dành ban cho người trung tín. Khi nói đến mão triều thiên, những độc giả ở thế kỷ đầu tiên sẽ hiểu ngay rằng đó là hình ảnh của chiếc vòng nguyệt quế mà những vận động viên chiến thắng cuộc đua sẽ được vinh dự đội trên đầu. Mão triều thiên của sự sống, ông Gia Cơ nói, liên hệ đến sự sống, chỉ về phần thưởng là sự sống đời đời dành cho những người yêu mến Chúa và bày tỏ đức tin vững vàng qua những thử thách. Cần phải khẳng định rõ rằng sự sống đời đời không tùy thuộc nơi nỗ lực của con người, vì đó hoàn toàn là tặng phẩm của Chúa mà chúng ta chỉ nhận lãnh bởi đức tin, theo Ephesos chương 2 câu 8 đến câu 10. Tuy nhiên, như điều ông Gia Cơ liên tục lặp lại trong thư tín của mình, đức tin thật phải luôn thể hiện ra việc làm, nhất là khi đối mặt với thử thách, thì người tin Chúa thật sự sẽ trung tín, giữ vững đức tin cho đến cùng. Câu này có thể xem như lời kết của phần mở đầu bức thư ông Gia Cơ nói về thử thách trăm bề. Trong những câu trước đó, ông đã giải thích thử thách giúp chúng ta biết nhịn nhục để trưởng thành trong đức tin, biết nhờ cậy nơi Chúa chứ không phải sức riêng, và biết sống với cái nhìn về cõi đời đời. Ông kết lại bằng lời hứa khi vượt qua thử thách, chúng ta sẽ nhận lãnh mão triều thiên của sự sống. Đó là lý do vì sao chịu nổi sự thử thách chính là phước của người tin Chúa. Giống như sứ đồ Phao-lô đã nói, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17. Phước của người tin Chúa không phải là một cuộc sống nhàn hạ, thảnh thơi, nhưng là sự vui mừng khi thấy đời sống đức tin ngày càng trưởng thành, tin cậy Chúa ngày càng hơn và mong đợi ngày được gặp Ngài trong nước vinh hiển. Xin Chúa cho chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống và trung tín với Chúa đến cuối cùng. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì lời hứa về sự sống đời đời dành cho những ai yêu mến, trung tín bày tỏ đức tin cho đến cuối cùng. Sống giữa cuộc đời đầy thử thách, xin Cha thêm sức cho con để con luôn vững vàng trong đức tin và nhận lãnh mão triều thiên của sự sống. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, lời hứa về sự sống đời đời với Chúa giúp chúng ta thế nào khi đối mặt với những thử thách hiện tại? Vượt qua thử thách trăm bề, đức tin bền vững chẳng hề lung lay. Chúa ban sức mới từ đây, triều thiên vinh hiển, đợi ngày hiển vinh. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.